Xin chào anh San Kham, bên ải bằng với là anh em dưới không dưới diễn đàn. Cái vấn đề hôm nay tôi muốn nói đến vấn đề là cái trên cái nền bài báo của bên ải mới đọc. Tôi muốn nói riêng về cái trường hợp anh Cao Văn Lượng, Cao Anh Đương. Ở đây nó có một cái vấn đề rất là rõ ràng. Tôi không biết là anh xin lỗi anh đính chính hay là anh nói gì với anh bà thì tôi không có biết. Cái này tôi nói thật sự là tôi không quan tâm. Tôi quan tâm đến vấn đề thứ nhất là cái nghị quyết 35 ra đời từ năm 2018. Năm 2020 anh đương tái đắc cử nhiệm kỳ 2 bí thư chi bộ của cái viện mía đấy. Như vậy là anh đương này đã làm bí thư chi bộ trước năm 2020. Như vậy thì anh đương này có thấm nhuần cái nghị quyết 35 hay không? Cái này là rõ ràng. Anh đương có ngồi đây nghe nghe đây tôi nói rõ đây nè. Anh cái bài anh đã có ý kiến ở trong cái bài của cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đăng ở trên không gian mạng. Như vậy anh biết rõ về Hoàng Duy Hùng đúng không? Anh biết rõ về Quang Trường đúng không? Anh có biết rõ Hoàng Duy Hùng là thủ lĩnh Cách mạng trắng không, là người viết Cách mạng trắng không? Anh có biết Hoàng Duy Hùng đã xuyên tạc bao nhiêu về vấn đề lịch sử dân tộc không và bôi nhọ Bác Hồ? Anh có biết rằng mới đây Hoàng Duy Hùng vẫn dùng cái cách làm lần trước nó nói, nó đọc bài báo của Việt Tân, nó nói Việt Tân là nói là ý đảng không phù hợp với lòng dân. Mới đây nó có một cái bài về cái quan hệ Việt Mỹ nâng cấp, nó nói ông Trọng qua bên Trung Quốc phải trình bày thế này thế nọ thế kia để cho Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ. Ở đây tôi muốn nói gì? Tôi muốn hỏi là cái công tác giáo dục đảng viên của cái viện đó, của cái cơ sở đảng đó như thế nào để cho anh Cao Văn Anh Đương bị nhiễm Cách mạng trắng, nhiễm cái tư tưởng đó. Cái này phải nói rõ ràng và cái này có thể là một bài học rút kinh nghiệm cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, chứ không có đơn giản là cái chuyện xin lỗi ông này bà kia. Cái đó không có đúng. Anh chúng ta phải nhìn cái xa hơn đi. Là cái vấn đề tại sao anh lại bị nhiễm. Cái này là cái bài học rút kinh nghiệm cho các lớp đảng viên khác, trong khi lúc đó anh là bí thư chi bộ đảng. Anh là một tiến sĩ, một viện trưởng, một người có trí thức, tuổi còn trẻ, sinh năm 1973. Thì ở đây tại sao anh lại nhiễm? Tại sao anh nhiễm những cái tư tưởng đây? Anh đừng có nói cái chuyện là mới hay không. Anh biết anh đã tấn công thẳng trên mà không gian mạng, anh đã viết các comment vào. Anh nói từ cái lúc mà cổng thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài của ông Nguyễn Tuấn Anh. Mà tôi không hiểu ông Nguyễn Tuấn Anh bài anh có thù hằn gì với nhau không? Mà tôi nghĩ chắc không có, thì anh ở bên viện mía mà, còn ông Tuấn Anh thì ông ở bên mặt trận. Mà tại sao anh lại dám khẳng định ông là luồn lách tư tưởng cá nhân vào để phá Hoàng Duy Hùng với Nguyễn Quang Trường? Nó phải có lý do. Ở đây tôi không cần biết anh có đính chính, anh có xin lỗi hay không. Cái vấn đề tại sao anh lại gửi cái email cho Bình Định yêu cầu gỡ bài? Tại sao anh dám khẳng định là đi ngược lại nghị quyết 36, chỉ thị 45 và có đoạn 12 của Bộ Chính trị? Anh là một đảng viên, là bí thư chi bộ, anh đã thấm nhuần về cái nghị quyết 35. Tại sao anh làm điều đó? Cái vấn đề này tôi đề nghị, cái này là không phải nghị và sẽ làm tới nơi. Đây là một cái mẫu điển hình của cán bộ lãnh đạo, vừa là đảng, vừa là chính quyền, vừa là tuổi trẻ có học hàm, học vị mà lại nhiễm Cách mạng trắng. Cái đây là phải làm tới nơi và cái đó là bài học rút kinh nghiệm, có thể là lên báo chí để cho một số
người khác, người ta rút kinh nghiệm và người ta không bị vi phạm nữa. Đó là ý kiến của tôi. Xin phép mời anh em tiếp tục. Ok, cảm ơn anh Vũ Tuấn. Thì đây, ở đây thì rõ ràng để chứng minh cho cái lời của anh Vũ Tuấn thì tôi trích lại một cái, tôi trích đọc lại cái một phần của bài báo này. Nghị quyết số 35 NQTW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới thì được hình thành trên cơ sở vân vân, là bảo vệ chế độ, rồi thì bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh chính trị đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân và nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đấy, và thế là sau đó nữa thì là gì? Thực sự ra ấy, thì ở địa phương nào người ta cũng thành lập ra cái ban chỉ đạo 35 và đến các chi bộ, các cơ sở ấy thì đều có. Tôi khẳng định một cái điều là như thế. Thế thì ở đây người ta có nói là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ thống, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt, là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Vậy thì cái vấn đề như thế này ấy, thì căn cứ vào những cái, ít nhất là căn cứ vào cái địa vị công tác và căn cứ vào tuổi tác thì không có thể nói anh Đương là cái người thiếu hiểu biết, đúng không ạ? Không thể nói là người thiếu hiểu biết để mà không được các tổ chức đảng ở địa phương, ở cơ quan đơn vị của cấp ủy địa phương đó giáo dục và định hướng cho những cái vấn đề như thế này. Đấy. Thì vấn đề là ở cái chỗ là cái này thì phải khẳng định 100% là không thể không biết. Thế nhưng mà anh đã có một cái quá trình. Đấy. Thì lý do như nãy chú Én chú ấy có nói thì là bảo là rỗi rãi quá, không có cái việc gì, nó có mùa dịch, mùa giếc ấy, thì cái việc này thì tôi cho là nguyên nhân khách quan của anh là hợp lý đi, nhưng mà đối với một cái bản lĩnh của một người đứng đầu của một chi bộ, một một cái đơn vị thì cái vấn đề này thì nói chung là tôi cũng thấy hơi khó hiểu khi mà những cái comment hoặc là những cái lời bình luận hoặc là những nhận định gì về cái cá nhân hoặc là về đường lối hoặc là về một quan điểm nào đó về sự kiện lịch sử, nó cũng có một cái gì đó là nó không tôi thật cảm thấy nó không tôi khẳng định là không đúng. Có văn bản đến anh không biết là có xin lỗi không, nhưng lời nói của chú Én là xin lỗi thì tôi cũng không rõ với cái Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định. Thì cái này ấy, thì vấn đề là tôi đánh giá rất là cao cái việc là anh Đương anh ấy có cái ý kiến như thế, nhưng mà vấn đề là theo cái chúng ta hôm nay, tôi cũng không phải là ở trong cái câu chuyện là tôi muốn đưa một cái anh thành một cái điển hình, nhưng mà vô tình anh lại trở thành một cái điển hình của một cái người có địa vị xã hội, cái sinh mạng chính trị của anh rất là đang ở cái địa vị của anh ấy, nó cũng đang rất là vững chắc. Đấy. Cho nên là có thao tác như thế thì đòi hỏi ở phía anh San Kham là người bị xúc phạm cũng như nhiều người khác, và đặc biệt là đòi hỏi ở khán giả không gian mạng xã hội một lời xin lỗi rõ ràng, công khai, minh bạch.
thì cái điều này nó không có cái gì là quá đáng. Đấy. Thì đặc biệt là ở đây ấy, những cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của cá nhân và của người đứng đầu, của người đảng viên và cái người người người, người đứng đầu của một chi bộ đảng thì không thể không nắm rõ được cái tinh thần của 35 nó như thế nào. Đấy, cái chuyện này nó cũng hơi khó khăn đấy. Tôi cảm thấy cái chỗ này tôi hơi băn khoăn một tí giữa cái lời nói và việc làm. Sau đó là cái thông tin của chỗ chú Én đưa ra thì cũng không biết là như thế nào, nó đúng hay sai, mức độ như thế nào. Thôi mình dừng lại đây thôi, mời Trần Bằng có ý kiến về vấn đề này đi.